Xin chào tất cả anh chị. Hiện nay thì Thức đang ở thành phố Lào Cai và Thức đang ở trong một cái showroom về đèn LED số 1 của Lào Cai. Và đứng ngay cạnh bên cạnh Thức đây chính là ông chủ của cửa hàng Dũng đèn LED. Đấy, Dũng đèn LED số 1. Và anh Dũng thì xin giới thiệu với các anh chị là anh Dũng là thành viên của BNI Sapa Chapter và Thức thì là thành viên của BNI Squad Chapter. Và trong cái thời gian hình thành cũng như co cái BNI Squad Chapter thì anh được anh Dũng và anh Huy ở trong BNI Sapa Chapter thì đã hỗ trợ rất là nhiều. Và cảm ơn anh Dũng và anh Huy rất là nhiều đã về Squad Chapter để hỗ trợ. Và ngày hôm nay thì Thức có điều kiện và có cơ hội được lên với thành phố Lào Cai thì cũng ghé qua showroom của anh Dũng để tham quan cũng như học hỏi những cái kinh nghiệm làm ăn của anh Dũng. Và thì anh Dũng có thể giới thiệu sơ qua về cái showroom cũng như về cái sản phẩm và dịch vụ của anh Dũng đang kinh doanh cũng như là đang phân phối được không ạ? Rồi. Xin chào các bạn, mình là Dũng, chủ của thương hiệu Dũng đèn LED ở tại 47 đường Hàm Nghi, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Cũng rất là cảm ơn BNI đã cho mình có những cái mối quan hệ mới, những mối quan hệ chất lượng là các thành viên trong BNI. Các anh chị ai là thành viên của BNI thì khi đến mỗi tỉnh thành có BNI thì các anh chị hãy thông qua các công cụ kết nối của BNI, chúng ta sẽ tìm thấy các thành viên, chúng ta sẽ tìm hiểu về thành viên thông qua các hoạt động như chúng tôi ở đây gọi là hoạt động one to one. Chúng ta sẽ hiểu hơn về doanh nghiệp của thành viên, các mối quan hệ của thành viên và chúng ta có thể hỗ trợ nhau trong công việc là xây dựng mối quan hệ cũng như phát triển kinh doanh. Chúng ta sẽ tìm kiếm được thêm những cái cội kinh doanh cũng như là tìm kiếm các cái đối tác phù hợp cho từng thành viên. Và ngày hôm nay bạn Thức đã đến đây tham quan về cơ sở kinh doanh của chúng tôi. Xin tự giới thiệu là cơ sở kinh doanh của chúng tôi đã có mặt 5 năm ở tại đường Hàm Nghi, một con phố chuyên về kinh doanh nội thất về vật liệu xây dựng. Và chúng tôi có 12 mét mặt đường với 2 gian hàng. Anh chị có thể đi qua tham quan ở bên này. Với 12 mét mặt đường ở cái con phố chuyên kinh doanh về nội thất vật liệu xây dựng. Bên này chúng tôi đã decor những cái từng cái khu vực sản phẩm để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn. Trên là phía quạt trần và đèn trang trí. Bên tường là các loại đèn cho cầu thang, cho phòng ngủ. Khách hàng rất là dễ dàng lựa chọn. Đấy, khu vực đèn, từng khu vực đã được decor sẵn sàng rồi. Đấy, đây là khu vực đèn cho các nhà tiểu cảnh có sân vườn. Đấy, từng khu vực khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn. Ở đây chúng tôi kinh doanh 5 cái mặt hàng chủ đạo, đó là đèn chiếu sáng dân dụng. Đây là cái sản phẩm đèn chiếu sáng dân dụng này. Đấy, đây là một nhóm thuộc sản phẩm đèn trang trí. Đấy, thứ ba nữa là về thiết bị điện. Thiết bị điện đó là ổ cắm công tắc. Thứ tư là các cái quạt trần. Đấy. Ở đây chúng tôi phân phối hai hãng quạt trần lớn, đó là quạt trần Mỹ và quạt trần Mr. Vũ. Quạt trần mệnh danh là quạt trần cho người giàu. Đấy. Và thứ năm nữa đó là sản phẩm về điện năng lượng mặt trời. Đó. Đây, mời các anh bạn đi tham quan các cái cơ sở của chúng tôi ở đây. Ở trên đây thì chúng tôi đã in luôn đó là cái định hướng của chúng tôi là gì, định hướng và tầm nhìn. Định hướng của chúng tôi là sẽ thành một đơn vị số 1 tại Lào Cai về đèn và quạt trang trí cao cấp. Và sứ mệnh của mình là gì? Sứ mệnh là mình cung cấp cái sản phẩm chất lượng tốt, dịch vụ uy tín và dịch vụ sau bán hàng là tận tâm. Đó là mình sẽ định hướng là cái sứ mệnh mình sẽ làm gì. Đây là cái khu văn phòng làm việc và trưng bày luôn. Rất là rộng. Thế thì ở đây là cái tổng cái diện tích mà showroom này thì cả hai bên là bao nhiêu mét vuông nhỉ anh Dũng nhỉ? Ở đây các cái diện tích trưng bày của tôi thì cả bao gồm trên tường, trên trần và hai bên vách này thì cũng tầm khoảng 400 mét vuông trưng bày sản phẩm. Trong 5 năm qua thì chúng tôi cũng đã cung cấp cho hàng nghìn các cái căn hộ cũng như là cái khách sạn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Và hệ thống phân phối của chúng tôi nằm trải dài ở 3 tỉnh, đó là Lào Cai, Yên Bái và Lai Châu. Và một cái kênh kinh doanh không thể thiếu đó là một cái hoạt động kinh doanh online. Đúng không? Thông qua online thì các anh chị chỉ cần cung cấp cho chúng tôi cái nhu cầu của anh chị là gì, thì chúng tôi sẽ đưa cho anh chị đến một cái giải pháp
cho cái phù hợp với cả không gian sống. Cái khoảng cách về không gian, địa lý và thời gian ấy, bây giờ nó không còn là lớn nữa. Chúng ta đã kết nối với nhau qua mạng Internet, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần hiểu được nhu cầu khách hàng là gì. Những anh em bạn bè của Thức cũng đang xem cái video này, các anh chị có nhu cầu gì hãy cung cấp cho chúng tôi, anh chị cần nói nhu cầu anh chị cần là gì thì chúng tôi sẽ đưa cho anh chị giải pháp phù hợp. Vâng. Nếu mà anh chị nào mà đang ở thành phố Lào Cai thì anh chị có thể qua số 47 đường Hàm Nghi, phường gì nhỉ? Phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Và không biết là có nghĩa là khi mà mình kết hợp với kênh bán hàng online thì mình có thể đặt hàng qua đâu, hay là mình có thể xem những cái sản phẩm của mình tại cái kênh nào nhỉ anh? Các bạn ở kênh online, các bạn có thể xem đăng ký cái kênh YouTube của tôi là Dũng Đèn LED. Anh chị sẽ xem được những cái video giới thiệu về sản phẩm cũng như là các cái tư vấn của chúng tôi đối với cả từng đối tượng khách hàng, từng sản phẩm làm sao nó phù hợp với công năng và mục đích sử dụng. Chúng ta sẽ rút ngắn cái khoảng cách về không gian và thời gian lại bằng Internet. Các bạn của Thức ở trên mọi miền Tổ quốc cũng quan tâm đến cái sản phẩm về đèn trang trí, đèn chiếu sáng thì hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi sẽ tư vấn giúp các anh chị. Vâng. Vậy thì đúng là cái môi trường BNI cũng đã giúp em, cũng như là BNI cũng đã kết nối giữa em với anh Dũng, đúng không? Và rất hy vọng là những ai là bạn bè của Thức đang ở thành phố Lào Cai mà muốn có một cái môi trường để kết nối kinh doanh, muốn có môi trường để học tập suốt đời thì các anh chị có thể kết nối với anh Dũng để tham gia một cái buổi họp cùng với BNI Sava Chapter vào thứ mấy hàng tuần nhỉ? BNI Sava Chapter sẽ sinh hoạt vào thứ ba hàng tuần. Và tôi và bạn Thức phải nói một lời là cảm ơn BNI, đúng không ạ? Cảm ơn BNI và chúng BNI đã kết nối các thành viên ở mọi miền trên Tổ quốc của đất nước Việt Nam, trong phạm vi đất nước Việt Nam, và với 270.000 thành viên trên toàn cầu. Vâng. Chúng ta có thể kết nối với nhau thông qua những cái công cụ mà BNI mang lại cho chúng ta. Vâng. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe cái video của tôi và bạn Thức. Xin cảm ơn. Vâng. Xin chào. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Hôm nay thì có điều kiện em qua thăm showroom cũng như là cái mô hình kinh doanh của anh Dũng, và trong một khoảng thời gian rất là ngắn mà anh Dũng đã cho em rất là nhiều những cái kinh nghiệm cũng như là những cái kiến thức rất là tuyệt vời. Và cảm ơn anh Dũng cũng như tất cả các anh chị đã theo dõi cái video này của Thức. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Xin chào, xin hẹn gặp lại.